Đến với món cá hú kho tộn ngày hôm nay thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cá hú rất là tươi ngon. Kèm theo là những nguyên liệu đơn giản, ví dụ như dầu ăn, rồi bột ngọt, đường, nước mắm, bột nêm, hành, ớt để cho cái cá chúng ta nó thơm hơn. Các bạn cũng cần rau sống để ăn kèm với cái nước chấm, nước cá kho đó. Thì ở đây mình sẽ dùng rau cần nước, một cái loại rau rất là mát và rất là ăn rất là thích. Chấm kèm với cái món cá hú kho tộ thì khỏi chê. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay thực hiện món này nha các bạn. Rất là dễ làm, ăn cơm rất là ngon. Đầu tiên các bạn sẽ thắng nước màu. Nước màu là một phần quan trọng để cho màu sắc cá của chúng ta nó thể hấp dẫn hơn. Mình sẽ cho một chút ít dầu ăn vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đường vào. Mình sẽ thắng nước màu từ đường, chứ mình không có mua nước màu ngoài chợ các bạn ha. Các bạn thấy đường chúng ta bắt đầu nó sẽ có màu vàng lên rồi nè. Chúng ta tiếp tục khuấy đều. Wow, nước màu rất là đẹp, thì chúng ta sẽ cho nhỏ lửa xuống. Khi mà nước đường chúng ta có màu thì các bạn sẽ tắt bếp luôn, để tránh trường hợp là nước đường chúng ta nó sẽ khét. Và sau khi có được nước màu rồi, chúng ta sẽ cho cá vào. Sau khi trộn cá thì chúng ta tiếp tục bật bếp lên. Chúng ta sẽ bắt đầu kho. Chúng ta sẽ cho thêm hành ớt vào. Hành ớt chúng ta sẽ bằm sơ ra, dần sơ ra để cho có mùi hương. Và thấy màu sắc rất đẹp mắt ha. Và sau khi trộn xong, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo, chúng ta sẽ cho nước mắm vào luôn. Wow, rất là thơm. Chúng ta sẽ đậy nắp cá lại, chờ cho phần cá chúng ta nó sẽ sôi lên. Và cá chúng ta bắt đầu sôi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm. Các bạn sẽ nêm nếm là cho hợp khẩu vị của các bạn. Ở đây mình sẽ nêm một ít bột nêm. Bột ngọt. Và đường. Các bạn thấy màu sắc rất là đẹp và rất là thơm. Khi cá bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ giảm lửa để cho phần cá chúng ta nó sẽ thấm hơn. Và phần cá kho chúng ta đã hoàn thành thì các bạn sẽ đậy nắp một chút. Khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ cho thêm tiêu lên để phần cá chúng ta nó sẽ thơm hơn. Thì hiện tại các bạn sẽ cho lửa nhỏ thôi nha, chúng ta sẽ không chỉnh lửa lớn nữa. Hương thơm nó cứ phản phất các bạn ơi, quá thơm. Wow, thơm quá. Mình nghĩ bây giờ chúng ta có thể thêm một ít tiêu vào để cho phần cá chúng ta sẽ thơm hơn đó.
đảm bảo sẽ rất là ngon và các bạn sẽ ăn cơm rất là nhiều. Wow, cho tiêu vào nó sẽ rất là thơm hơn á. Và món ăn của chúng ta đã hoàn thành, thì bây giờ chúng ta sẽ dọn cơm ra và chúng ta sẽ ăn với một chút rau sống. Ta-da, bữa cơm của chúng ta đã được dọn ra và bây giờ chúng ta sẽ bưng cá ra thôi các bạn ơi, rất là ngon. Trước khi mình ăn thì chúng ta sẽ cho một ít hành lên trên mặt của cái cá cho nó thơm. Ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Quá ngon. Mình vừa hoàn thành xong món cá hú kho tộ. Các bạn thấy rõ ràng là khi con trai ở nhà thì chúng ta vẫn có thể tự nấu cơm cho chúng ta ăn được, đúng không? Quá đơn giản. Và đây là bữa cơm của mình ngày hôm nay.